Còn nhiêu bán nhiêu cả nhà ơi, còn mấy con nè, dây thép nha, bản full thép cả nhà luôn, đồng hồ thông minh đó, đây A62, A20, A30, còn này A80 nè, kính 1.9 inch nha, kính tràn viền, còn đúng một con, còn này A60 nè, 5 nút bấm luôn đó. Size to nha, mấy con này anh em tay phải hơn 16 mới đeo nổi nha. Còn mấy con thôi. Đó. Con A20 này mới ra luôn nè. Mới ra nên chưa có tiếng Việt nhưng mà xài sướng lắm nha. À, nút xoay nè. Đó, đã chưa? Ấn vô nè. Có khi mà la bàn nữa. Chip rất là mạnh nha. Chống nước, đi bơi đồ, nghe gọi, nghe nhạc, đo sức khỏe, huyết áp. Có mấy con này có đo đường huyết luôn nha, size của nó là 48.5, con này 49 nè, à, hai con này có đo đường huyết nè, hai con này là tiếng Anh nha, còn hai con này là như tiếng Việt nè, đây đường huyết đây cả nhà, em bấm cho nhà xem. Oxy dòng máu nè, sức khỏe nè, đây đường huyết nè cả nhà. Đó, nó kêu mình đeo trong vòng 15 phút thì nó sẽ đo cho mình. Đó. Con này A60 nha, còn mấy con thôi, mấy. Đây, em cũng có một con Zippo mà đồng hồ thông minh nha, ngay cả công nghệ bây giờ cả nhà, ngay cả Zippo còn nghe gọi được luôn. Nè. Đó. Đó, Zippo nè, bật lửa nghe gọi hết thì em bán luôn đó. Máy tính rồi nè, đo sức khỏe, tập luyện thể thao rồi luôn nha, có nghe nhạc luôn, bởi vậy giờ công nghệ giờ tân tiến lắm đó, sức khỏe là vàng. Đây anh em không thích thì em có con này cũng được, con này là A62 nè đó, mặt của nó đa giác, màn hình AMOLED hiển thị 24 24 luôn. Đó. Full tiếng Việt cho cả nhà luôn. Màn hình cực đẹp luôn cả nhà. Đúng công nghệ bây giờ đẹp hơn cái điện thoại mình đang xài. Là mình thích hình này mình cài được hình khác có mấy trăm mặt để mình cài luôn nha cả nhà. Đây không thích dây thép thì em có dây cao su nè. Hai con này là màn AMOLED, trời ơi phải nói là đỉnh luôn. Độ phân giải rất là cao, nghe gọi nghe nhạc, vỏ thép nha. Đó, con này là A52 nè, cũng mới ra luôn, bao cả nhà trên các sàn luôn, chưa có, full tiếng Việt luôn nha, chip rất là khỏe luôn, cũng đo sức khỏe thể thao. Hai con này là size 46 nha, đó vỏ thép nha. Đó, đây đọc lạ em có con này có đèn pin luôn, cũng full tiếng Việt nha, size 46, họ có la bàn luôn, con này có la bàn luôn nha. Đó, hoặc con vuông vuông đó, A68, con này là A75 nha, cả nhà cứ đọc mã là em biết rồi, hoặc là chụp hình gửi inbox cho em đó cả nhà ha. Đó, có nút xoay vật lý nha. Đó, mấy mẫu này mới ra mà bao ở nhà tìm luôn. Đó, tại em về được ít à, số lượng ít. Đó, rất là nhiều nha cả nhà. Đây, về cũng được hơn 100 cái. Bán sáng giờ cũng mấy chục rồi. Đó, cả nhà thích con nào thì cứ alo em. Pin châu, nghe gọi, nghe nhạc, thông báo, các kiểu đo sức khỏe, tập luyện thể thao. Đó, rất là nhiều chức năng nha, mời cả nhà khám phá, nghe nhạc rồi luôn.